Em chào cả nhà. Buổi trưa ngày hôm nay mời anh em mình ngắm một số những cái tác phẩm cực đẹp luôn các bác nhé. Để 7:30 thì mời cả nhà vào sưu tầm. Đây em có cái giò quả hoàn cam. Đây là cái giò tác phẩm các bác ạ. Giò tác phẩm. Cây này trồng rất nhiều năm rồi các bác nhé. Hoàn cam đang có hoa, đang có nụ. Thực ra cái giò này thì nó lâu tàn các anh chị ạ, lâu tàn. Đây mới tàn có một bông này. Đấy, còn lại nhung nhúc này các anh chị này. Bác nào mà thích chơi tác phẩm thì các bác có thể sưu tầm cái giò này. Giò này trồng rất nghệ thuật các bác nhé. Hồ hoàn ca. Đấy. Loại này thì nó ưa thoáng. Đấy, đây các anh chị nhìn này. Cái giá thể đơn giản thôi. Để chỉ làm cái trụ như thế này. Đấy, khi nó đạt bông các bác nhìn này. Rất đẹp. Em thì có duy nhất có một giò tác phẩm như thế này. Đấy, nhưng mà nó chi chít nụ các bác nhé. Đó, bên cạnh đó thì cũng có những cái chậu nhỏ nhỏ giống như hôm trước em bán cho anh chị á, cũng có mấy cái chậu đan hoa thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu sưu tầm, các anh chị biết sao, cái này mình trồng thuần rồi cho nên về cứ thế treo lên thôi. Đấy, treo lên thôi các bác nhá. Và đặc biệt thì tối hôm nay thì em có cáo đang có nụ này. Cáo đang nụ đấy các bác nhá, có khá nhiều cáo đang nụ. Đó rồi, có một cái điều đặc biệt thú vị trong ngày hôm nay. Đó là em có một cái một cái loại này này các bác này. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Lá sọc nha anh chị nhá, lá sọc. Đây các bác nhìn này. Đó. Hoàng hậu xanh nhá các bác nhá. Em này lá sọc. Đấy. Và mấy hôm thì anh chị đã mua hoàng hậu nhà em rồi. Khi cái vòi bông nó dài đây này, hiện tại bây giờ nó dài khoảng 80 rồi các bác nhá. Đó, hoa nó từ dưới lên trên. Tối nay thì em có rất khá nhiều những cái chậu đang có nụ để bán cho anh em mình sưu tầm. Đấy, 7:30 hẹn gặp các bác. Và em cũng giới thiệu cái giò này. Em biết là những cái này thì các anh chị đang nhiều bác rất thích. Đấy, thì em có một cái giò như thế này các bác nhé. Có giò lá sọc. Thực tế là cái này sọc rất ổn định. Đó. Nhưng mà chơi lá sọc thì các bác biết rồi. Đây là cùng một gốc này anh chị này. Đây cùng một gốc nhá. Đấy. Nhưng mà khi mà em thay giá thể ấy, thì nó có phần thay đổi nhưng nó không thay đổi nhiều. Những cái lá này nó bây giờ nó xanh nhưng mà thực tế nó đang bắt đầu nó sọc rồi. Đấy, đây các bác nha, các bác nhìn này, bắt đầu nó tiếp tục nó sọc bởi vì nó cùng một gốc mà, cùng một gốc. Đấy, thì em có duy nhất một giò này thôi. Đấy. Duy nhất một giò này thì anh chị nào có nhu cầu, nếu mà anh em mình chơi lá sọc thì các bác biết đây này, nó cùng cái giống của nó này. Đấy, bây giờ bắt đầu nó lên màu này. Đó, nó lên màu nên em sẽ tách ở trong cái chậu này ra. Đấy, khi các bác mua mà về mà nó không ra sọc thì em hồi tiền lại cho các bác, bởi vì không bao giờ nó không lên sọc được. Đây này các anh chị nhìn này. Đấy, nó sọc cả bắp bởi vì nó là cùng một giò. Đấy. Đây, đây chỉ có bán chắc được mấy đơn thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu thì anh em mình vào sưu tầm cái này các bác nhé. Còn bác nào mà thích cái cây sọc này nó lẫn cùng, không biết là cùng với bông hoa không. Hình như cùng với bông hoa ấy. Cùng bông hoa luôn. Đấy, thì em tách luôn cái này cho anh em mình nhé. Đó, rất đẹp. Cái loại hoàng hậu này nó hay cái là khi ra hoa thì hoa nó không bị rụng các anh chị ạ. Nó không bị rụng. Thế là các bác chơi, ví dụ chơi một cái giò lan như thế này, quá chuẩn luôn này anh chị này. Quá đẹp luôn nha. Vừa có hoa, vừa chơi lá. Cái này nó sọc không phải là hàng công nghiệp đâu các bác nhá. Nó trong một cái lô của nó là duy nhất được một thân. Sau đó trồng nhân giống. Đấy, trồng nhân giống. Đây này, các anh chị nhìn này. Nó cùng một gốc nha các bác nhá. Gốc. Những cái cây mà lá nó chưa sọc rõ ấy, thì em bán giá rẻ hơn cái cây này. Đấy. Và bác nào mà có duy nhất có một cây, nếu mà tách ra thì được một cây mà nó sọc kiểu này. Thì bác nào mà có nhu cầu thì sưu tầm cái củ này này. Củ này chả mấy lúc mà anh em mình có một cái giò to đâu các bác nhá. Đấy. Đây, quá đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn. Đó. Hoàng hậu xanh. Còn rất nhiều mặt hàng. Đây còn thêm được tối nay em bán cả HO luôn cả nhà nhé. HO này, Phú Thọ. HO Phú Thọ. Phú Thọ thì đang được mấy chậu đang có nụ thôi nhá. Được có mấy chậu đang có nụ. Đây, hôm trước có mấy bác dặn rồi. Nhưng mà thôi em cứ lên like em bán để cho các bác sưu tầm có mấy chậu đang có nụ thôi. Đấy, mầm đây này các anh chị này. Mầm chi chít nha. Đấy, giá thành thì rất rẻ. Đấy. 7:30 mời anh em mình vào sưu tầm sớm. Nói chung là các bác biết rồi, nhà em bán thì
cũng không phải là bán giá cao, cho nên là anh chị nào mua trước thì anh em mình sẽ được những cái cái chậu đẹp. Ừ. Đây này anh chị nhìn này, hoàng hoàn cam thì lá nó càng nhiều nó là dòng dáng hương mà. Đó là dòng dáng hương. Lá nhiều thì nó sẽ là nhiều hoa các bác nhá. Đấy. Rất rực rỡ, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đây này anh chị. Cái này thì nó sắp tàn nhưng nó lâu tàn. Cái này tưới nước vào vẫn vô tư các bác nhá. Tưới nước vào vẫn thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đấy. Hẹn gặp lại cả nhà mình lúc 7:30 trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng. Anh chị nào chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký nhé. Cảm ơn các bác.